Tiểu thương cầm kết quả xét nghiệm COVID-19 ùn ùn kéo về chợ Bình Điền. Dù lực lượng chức năng đã nhắc nhở giữ khoảng cách, tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế, nhưng hàng trăm tiểu thương vẫn chen chúc nhau vào chợ Bình Điền. Sau cảnh hỗn loạn chờ lấy kết quả xét nghiệm COVID-19 hôm qua ở chợ đầu mối Bình Điền, quận 8, sáng nay ngày 6 tháng 7, chỉ tiểu thương có kết quả xét nghiệm âm tính mới được vào chợ. Giấy kết quả xét nghiệm chỉ có giá trị trong 4 ngày kể từ ngày cấp kết quả xét nghiệm. Ghi nhận của phóng viên, khoảng 5 giờ sáng, lực lượng chức năng đã lập rào chắn ngay cổng chính đi vào chợ Bình Điền để kiểm tra, rà soát người dân và tiểu thương vào chợ. Tại đây, lực lượng chức năng đã kiểm tra kỹ càng giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 và giấy chứng minh nhân dân đúng người mới được cho vào chợ. Dù đã được lực lượng chức năng hướng dẫn, thế nhưng hàng trăm người vẫn chen chúc nhau, không giữ khoảng cách, thậm chí còn có người cố tình không đeo khẩu trang, vô tư đứng giữa biển người. Anh Đặng Hợp Văn, quê ở tỉnh Long An cho biết, bản thân khá lo lắng khi thấy nhiều người dân đứng chen chúc nhau, không giữ khoảng cách để bất chấp vào chợ Bình Điền. Tôi có giấy xét nghiệm âm tính từ ngày hôm qua, đến sáng nay thì đến chợ đầu mối này lấy hàng. Rất buồn và có phần sợ hãi khi thấy nhiều người chen chúc nhau để vào chợ. Tôi thấy mọi người khi đến đây đều cầm sẵn trên tay giấy xét nghiệm rồi, nhưng không hiểu tại sao mọi người vẫn cứ chen chúc nhau qua cổng làm gì không biết. Nếu ai cũng xếp hàng gọn gàng và giữ khoảng cách, thì lực lượng chức năng sẽ đỡ vất vả rồi đảm bảo an toàn cho bản thân. Anh Văn cho biết. Cùng tâm trạng lo lắng giống như anh Văn, bà Nguyễn Thị Tư, ngụ tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cho hay, dù đã có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19, nhưng đến đây lại thấy lo lắng vì quá đông người. Ngày hôm qua đọc trên báo thấy mọi người chen lấn lấy giấy xét nghiệm mà cũng sợ dịch bệnh lây lan. Nhưng nếu không đi làm thì chẳng biết tính làm sao. Hơn nữa đây là công việc hàng ngày, nuôi sống cả gia đình tôi, vì miếng cơm manh áo nên đành chịu, bà Tư nói. Trước đó vào chiều ngày 4 tháng 7, công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền đã tổ chức xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng. Việc lấy mẫu diễn ra suốt đêm và kéo dài đến sáng ngày 6 tháng 7. Chợ Bình Điền đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tất cả tiểu thương, người dân mua bán ra vào chợ. Trường hợp có kết quả xét nghiệm nhanh, dương tính thì sẽ giữ lại và xét nghiệm PCR để có cơ sở đưa đi cách ly tập trung, điều trị theo quy định. Theo kế hoạch, công ty chợ Bình Điền sẽ tổ chức xét nghiệm trong 2 tuần, mỗi tuần sẽ lấy mẫu xét nghiệm 2 lần, mục đích để sàng lọc hết những ca nghi nhiễm COVID-19 làm việc trong chợ. Chợ Bình Điền là chợ đầu mối lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và cũng là chợ đầu mối lớn nhất nước với quy mô 7 nhà lồng, mỗi ngày cung cấp khoảng 70% thực phẩm cho người dân thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt đây là chợ đầu mối duy nhất cung cấp thủy hải sản cho người dân thành phố Hồ Chí Minh. Trong điều kiện bình thường, mỗi ngày chợ đón khoảng trên 30.000 lượt người ra vào mua bán làm việc. Từ đầu tháng 6 đến nay, chợ đã triển khai hàng loạt giải pháp phòng chống dịch và đảm bảo hàng hóa theo hướng dẫn của cơ quan y tế, công thương. Từ ngày 22 tháng 6, khoảng 12.000 thương nhân, người lao động tại chợ đã được tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19. Tìm được 45 F1 của bệnh nhân từng đến chợ Bình Điền. Ba tỉnh miền Tây xác định được hàng chục F1 của bệnh nhân mắc COVID-19 có dịch tễ liên quan đến chợ Bình Điền, thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 6 tháng 7, bác sĩ Trần Văn Khải, phó giám đốc phụ trách Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cho biết đã có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 lần 1 đối với 20 F1 của bệnh nhân VVL, bệnh nhân 20.260, 36 tuổi, ở xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Trong 20 F1 tại Sóc Trăng, chỉ có một người phụ nữ đi cùng anh L trên xe khách Tuấn Hiệp, biển số 69B00631. Còn lại là các trường hợp đến Bệnh viện Quốc tế Phương Châu, Sóc Trăng, xe ôm nhân viên nhà nghỉ Khả Hân ở huyện Mỹ Xuyên và vợ bệnh nhân 20.260. Tại Cà Mau, ông Đặng Hải Đăng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh này cho biết, đơn vị đã truy vết được 13 F1 đi cùng xe khách với bệnh nhân 20.260. Trong đó có tài xế, phụ xe, còn lại là khách. Họ đều có kết quả âm tính nCoV lần đầu sau khi xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR. CDC tỉnh Cà Mau đến nay đã truy vết được 79 F2 của bệnh nhân 20.260. Ngoài việc lấy mẫu xét nghiệm, CDC tiếp tục truy vết F2 để đảm bảo không bỏ sót người trong diện giám sát. Cũng liên quan đến ca bệnh này, CDC tỉnh Bạc Liêu cũng tìm được 12 người đi cùng xe Tuấn Hiệp với anh L. Tất cả đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần đầu với SARS-CoV-2. Như vậy, tại 3 tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau và Bạc Liêu có tất cả 45 F1 của bệnh nhân 20.260. Trong số đó có 27 người đi cùng xe khách Tuấn Hiệp. Theo điều tra dịch tễ, vào trưa ngày 30 tháng 6, L đi nhờ xe chở cá của người quen tên là P đến chợ đầu mối Bình Điền. Sáng ngày 1 tháng 7, bệnh nhân đi Vũng Tàu lấy cá giao về chợ Bình Điền. Lịch trình ngày 2 tháng 7 tương tự như ngày 1 tháng 7. Sáng ngày 3 tháng 7, anh L đón xe khách Tuấn Hiệp về Sóc Trăng. Sau khi xuống xe trước cổng nhà hàng Ánh Quang trên quốc lộ 1, bệnh nhân đón xe ôm đến Bệnh viện Quốc tế Phương Châu, Sóc Trăng làm xét nghiệm. Khi đến bệnh viện không còn làm ca xét nghiệm, anh L gọi vợ đưa xe làm phương tiện di chuyển. Bệnh nhân sau đó đến nhà nghỉ Khả Hân ở khu vực Sóc Bưng, xã Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng.
trước khi đến Bệnh viện Quốc tế Phương Châu, Sóc Trăng. Bệnh nhân 20.260 mua thức ăn tại xe bánh mì đoạn ngã ba Trà Tim do một người phụ nữ lớn tuổi bán ở phía tay phải hướng từ Mỹ Xuyên đi Sóc Trăng. Chiều ngày 4 tháng 7, cơ quan chức năng đã tìm được lái xe ôm chở anh L, người này ở đường Mạc Đĩnh Chi, phường 4, thành phố Sóc Trăng. Những ngày vừa qua, tỉnh Hòa Bình đã ghi nhận 5 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2. Đáng lưu ý là các bệnh nhân đều mắc COVID-19 tại Bắc Giang và được chữa khỏi tại đây. Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân số 11.345 tại huyện Cao Phong. Trường hợp thứ hai là bệnh nhân số 88.765 tại huyện Tân Lạc. Và trường hợp thứ ba là bệnh nhân số 12.704 tại huyện Lạc Sơn. Còn trước đó, vào ngày 2 tháng 7, tỉnh Hòa Bình đã ghi nhận 2 trường hợp tái dương tính là bệnh nhân số 6.620 và bệnh nhân số 11.275, đều trú tại huyện Lạc Sơn. Cả 2 ca dương tính này đều mắc COVID-19 tại Bắc Giang và được chữa khỏi tại đây. Sau khi đưa về tại Hòa Bình, được đưa vào khu cách ly tập trung, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả tái dương tính với SARS-CoV-2. Thưa quý vị, tình hình dịch bệnh tại Phú Yên đang diễn biến rất phức tạp khi ghi nhận thêm nhiều ca mắc mới. Đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống cũng xuất hiện các ca dương tính. Sau khi xác định nhiều ca dương tính ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vào ngày 5 tháng 7, UBND huyện Sông Hình, tỉnh Phú Yên ghi nhận 22 ca mắc và đã phong tỏa 6 khu dân cư, triển khai khoanh vùng truy vết và dập dịch COVID-16. Riêng tại xã Ea Chôn, chính quyền huyện đã nâng diện phong tỏa từ nhóm và chủ hộ ra toàn bộ Buôn Bầu, Buôn Ly với tổng cộng 497 hộ, hơn 2.000 nhân khẩu phải đồng thời và mở rộng các khu cách ly tập trung đảm bảo người dân đến khu cách ly an toàn, tránh lây nhiễm chéo. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Sông Hình, ban đầu thì bà con nhân dân cũng đã đều chấp hành tốt các quy định phòng chống dịch mà chính quyền đã đưa ra. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay 5 tháng 7 đánh dấu mức mới khi Việt Nam vượt ngưỡng 20.000 trường hợp mắc COVID-19 với 20.261 ca. Và như vậy là chỉ trong vòng chưa đầy một tháng của đợt dịch lần thứ tư lần này đã ghi nhận thêm hơn 10.000 trường hợp mắc COVID-19. Theo thống kê của Bộ Y tế, tính cho đến nay, Việt Nam ghi nhận chia làm 4 giai đoạn chứa dịch COVID-19. Cụ thể, giai đoạn 1 có 15 ca mắc COVID-19, giai đoạn 2 có 1.136 ca COVID-19 và giai đoạn 3 có tới 1.301 ca COVID-19. Riêng giai đoạn 4, số ca mắc tăng vọt và lên tới 17.409 ca nhiễm COVID-19. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, trên thế giới, dự báo dịch bệnh sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp, chưa có khả năng kiểm soát trong năm 2021. Có thể, dịch COVID-19 tiếp tục sẽ xuất hiện các biến chủng mới, nguy hiểm hơn, lây lan nhanh hơn, mạnh hơn. Nguy cơ bùng phát dịch là hiện hữu và kể cả tại các quốc gia đã đạt được độ bao phủ tiêm chủng cao. Thưa quý vị, hàng nghìn tỷ đồng tính cho đến nay là sự chung tay, đóng góp ủng hộ của 360.857 cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước. Số huy động vào quỹ vaccine phòng chống COVID tính cho đến 11 giờ ngày 5 tháng 7 là 8.045 tỷ đồng. Tính theo số ban quản lý công bố, tổng số tiền quỹ vaccine phòng chống COVID-19 được cam kết tài trợ ủng hộ đã là gần 8.191 tỷ đồng. Và như vậy là đã có hơn 98% số tiền các cá nhân tổ chức cam kết tài trợ ủng hộ quỹ vaccine COVID-19 được chuyển vào tài khoản quỹ. Hiện chỉ còn ghi nhận 19 đơn vị tổ chức cam kết chỉ ủng hộ nhưng chưa chuyển tiền hoặc mới chuyển một phần. Và tổng số tiền còn thiếu là khoảng 145,98 tỷ đồng. Theo tính toán từ Bộ Y tế và Bộ Tài chính, để đạt được miễn dịch cộng đồng, Việt Nam cần có khoảng 150 triệu liều vaccine COVID-19 để tiêm cho khoảng 75 triệu người dân. Mỗi người 2 liều với kinh phí mua vaccine hơn 25.200 tỷ đồng. Hiện tình hình dịch bệnh COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh đang diễn biến rất phức tạp và có nguy cơ kéo dài. Đã có rất nhiều những người lao động phải mất việc và giảm thu nhập, ngay đến cả những bữa ăn hàng ngày cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Để có thể chia sẻ khó khăn và chung tay cùng với người dân của thành phố Hồ Chí Minh đẩy lùi dịch bệnh, người dân Quảng Bình đã quyên góp lượng lớn thực phẩm để có thể gửi ủng hộ cho người dân tại thành phố Hồ Chí Minh.
Ngay từ sáng sớm, những thành viên của câu lạc bộ du lịch Quảng Bình đã có mặt tại bãi cá Nhân Trạch, huyện Bố Trạch để thu mua những mẻ cá tươi ngon vừa mới được đánh bắt lên bờ sơ chế, cấp đông, kịp thời gửi cho người lao động nghèo đang đối mặt với khó khăn do dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những thành phố bị giãn cách xã hội và tình hình lương thực cho người nghèo là khan hiếm. Với tinh thần là đoàn kết chia sẻ, thì đã kêu gọi để đóng góp ủng hộ cá. Hiện tại là thu mua cá từ bà con ở làng biển Nhân Trạch để gửi vào thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chia sẻ một phần khó khăn trong dịch COVID-19. Để sẻ chia những khó khăn và tri ân những người dân thành phố Hồ Chí Minh đã giúp bà con nhân dân Quảng Bình vượt qua hoạn nạn trong trận lũ lịch sử, nhiều tổ chức, cá nhân và người dân ở Quảng Bình đã tự nguyện kêu gọi quyên góp nhiều loại thực phẩm đến thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Bình cũng đã trích ngân sách hơn 600 triệu đồng ủng hộ hơn 20.000 suất ăn cho người dân thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn góp chút tinh thần giúp người dân thành phố có thêm sức bền để chiến đấu và vượt qua đại dịch. Kêu gọi những người Quảng Bình sống ở khắp mọi miền đất nước cùng hỗ trợ, cùng chung tay để mua cá là gửi vào cho người dân thành phố Hồ Chí Minh. Mong là với những cái hành động này thì là những người dân ở thành phố Hồ Chí Minh có thêm sức bền để mà chiến đấu với là đại dịch. Hỗ trợ 20.000 suất ăn thông qua cái hệ thống siêu thị Copmart, tích ra từ khoảng 600 triệu đồng để ủng hộ cho bà con nhân dân của thành phố Hồ Chí Minh. Đó là thời gian gần đây thì các tổ chức, cá nhân, các nhóm thiện nguyện đã là quyên góp ủng hộ bằng cơ sở vật chất, lương thực, thực phẩm để là chung tay cùng với là đồng bào của thành phố Hồ Chí Minh vượt qua cái lúc khó khăn này. Hiện nay tất cả những thực phẩm của chính quyền và người dân Quảng Bình đã được gửi đến người dân thành phố Hồ Chí Minh. Hy vọng những tình cảm và vật chất này sẽ giúp người dân thành phố Hồ Chí Minh có thêm niềm tin và động lực để cùng với chính quyền nơi đây sớm vượt qua dịch bệnh. Hiện nay thì các bệnh viện trên cả nước đã đồng loạt thực hiện theo chỉ đạo mới nhất của Bộ Y tế, đó là hạn chế tối đa người nhà, người thân đến cơ sở khám chữa bệnh. Bên cạnh đó còn triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện, thay người thân chăm sóc người bệnh để có thể hạn chế lây nhiễm chéo COVID-19 trong môi trường bệnh viện. Từ khi mang thai ở 26 tuần, chị Trang đã phải nhập viện để theo dõi sức khỏe. Không thể đi lại, sinh hoạt như bình thường, phải nằm một chỗ, lại đang trong giai đoạn dịch bệnh, nên việc ăn uống, điều trị bệnh của chị được các nhân viên y tế đảm nhận. Đến khi sinh, các điều dưỡng cũng thay người nhà, hướng dẫn và giúp đỡ chị Trang chăm sóc trẻ. Trong dịch COVID mà được hạn chế người nhà chăm sóc thì ở đây các bác sĩ đã thay người nhà tôi chăm sóc tôi rất tận tình, chu đáo nên tôi rất yên tâm. Và vấn đề mà kiểm soát dịch nó sẽ rất là tốt bởi vì nó sẽ hạn chế cái việc tiếp xúc giữa cái việc lây chéo giữa người nọ sang người kia, giữa người nhà người bệnh nhân này với người nhà bệnh nhân khác, thậm chí là giữa nhân viên y tế với chính người nhà người bệnh đấy. Thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là cái gói chăm sóc toàn diện này sẽ được triển khai đến đa số là người dân. Thế còn những trường hợp mà vào đây mà không sử dụng chăm sóc toàn diện ấy, với cái tình hình dịch bệnh như này thì chúng tôi vẫn hỗ trợ một cách tối đa đối với người nhà người bệnh cũng như là đối với sản phụ. Từ khi có dịch bệnh đến nay, cùng với các cơ sở y tế trên cả nước, Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ đã áp dụng quy trình sàng lọc 3 lớp, phân luồng khám chữa bệnh để tránh trường hợp người nhiễm COVID-19 đến khám tại các khoa phòng thông thường của bệnh viện. Sau khi người bệnh qua cái lớp sàng lọc này thì người bệnh sẽ được lên khu khám bệnh thông thường. Tại khu khám bệnh thông thường thì các bác sĩ sẽ khám, đánh giá người bệnh, xem có các cái tình trạng tổn thương phổi hoặc có cái triệu chứng gì nghi ngờ đến COVID. Thì chúng tôi sẽ sàng lọc lớp 2 thì chúng tôi sẽ đánh giá tiếp tục hội chẩn chuyên khoa và xét nghiệm để xác định lại lớp 2. Đấy, lớp thứ 3 đấy là người bệnh khi đã vào đến khoa điều trị rồi thì các bác sĩ ở khoa điều trị vẫn tiếp tục theo dõi những cái trường hợp mà viêm phổi, tổn thương phổi chưa rõ nguyên nhân hoặc là những cái trường hợp mà có nghi ngờ thì chúng tôi tiếp tục cho xét nghiệm và đánh giá lại cái yếu tố COVID lần thứ 3. Thời gian qua, nhiều bệnh viện đã phải tạm thời phong tỏa, cách ly y tế, ngừng tiếp nhận bệnh nhân vì xuất hiện các ổ dịch COVID-19. Trong khi đó, bệnh viện là thành trì cuối cùng trong phòng chống dịch bệnh, là nơi thăm khám, điều trị, cứu sống bệnh nhân. Do đó, người dân cần tuân thủ các quy định để ngăn chặn làn sóng COVID-19 tấn công vào các bệnh viện.